Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại channel của mình. Đã là Minh Review Game của anh em đây. Ok anh em ơi, hôm nay thì anh em có thể thấy số vốn hôm nay mình có ở đây nó là 30 củ này. Anh em mình sẽ cùng nhau đồng hành với con 68 game bài. Hôm nay anh em mình sẽ lên kiếm một chút lúa nhá. Đấy, cũng như anh em có thể thấy ở trên màn hình, hôm nay anh em mình lại tiếp tục này, tiếp tục thử nghiệm và test cho anh em, gọi là kiểm chứng hộ cho anh em cái công thức này, công thức dò theo xí ngầu và phiên anh em nhá. Đấy, giờ thì cụ thể như thế nào để anh em mình cùng vào xem ngay cho nào. Ok, đấy, cái công thức này thì mình sẽ áp dụng cho con tài xỉu bán xanh đi. Ok chưa? Đó, 30 củ này, hôm nay anh em mình sẽ đặt mục tiêu ở đâu đấy rơi vào tầm 37, 38 là đẹp anh em ạ. Ok, thì như mọi khi thì anh em mình sẽ bắt đầu soi xí ngầu 1 cộng xí ngầu 2 anh em nhá. 1 cộng 2 và cộng số cuối của phiên anh em ạ. Đấy, chỉ cần 1 và 2 và số cuối của phiên thôi. Nếu như mà là chẵn nó ra tài này, lẻ ra xỉu thì đấy là cầu thuận. Còn ngược lại, chẵn mà ra xỉu, lẻ mà nó ra sau tay sau là tài thì tức là đang cầu nghịch anh em nhá. Ok chưa? Đấy, tiện đây mình để đây có thể nốt luôn cho anh em thấy là thuận nghịch nó chạy như thế nào, anh em dễ chơi dễ nhìn nhá. Ok, thì ở đây là anh em mình có thể gọi là lùi lại 1 này, 2, 3 này, 4 tay đi. Ok, 1, 2, 1 cộng 2, 6 này, 6, 9, 15 đúng không? 15 lẻ xỉu này, 15 lẻ xỉu là thuận này. Ok chưa? Đó, 15 lẻ xỉu là thuận này. Đấy, ở đây là 9 này, 9 với 0 là lại 9 này, 9 vẫn là lẻ xỉu, vẫn là thuận tiếp anh em nhá. Ok chưa? Đó, thêm một phát nữa nào, 7, 1 là 8 này. Đấy, 8 chẵn tài rồi, vẫn là thuận tiếp. Ok, thêm một nháy nữa này, 3 với 2 là 5, 5 vẫn là thuận anh em ạ. Đây đang là bề thuận rồi, bề thuận rồi đúng không? Đây là 11 với 3 là 14 đúng không? 14 mà lại là tài này, đúng luôn, bề thuận, bề thuận, bề thuận, bề thuận. Ôi dồi ôi, bề thuận rồi anh em ơi, bề thuận như thế này thì tay sau đúng không? Bây giờ anh em mình sẽ xem nào. Đây là 6 cộng với 2 là 8 này, 8 với 4 là 12 anh em nhé. 8 với 4 là 12, 12 mà đang thuận tiếp thì anh em mình chẵn, anh em mình sẽ phăng tài cái tay này nhé. Ok, đây đầu tiên anh em mình sẽ vào tầm 3 củ đi. Ok, được chưa? Đó, cứ vào tầm 3 củ, 3 củ 1 thôi. Đó, đánh như này, những tay đầu tiên anh em mình đang có vốn này. Đấy, tiện thể là cũng có cái hũ khá là to anh em nhá. Đấy, tranh thủ có thể gọi là kiếm một tí hũ biết đâu hay sao đúng không? Đấy, test cho anh em xem cái phương pháp này luôn. Đấy, anh em chỉ cần gọi là tính toán nhanh một tí thôi, xem nào. Ui ui ui, ui dồi ôi, thiếu đúng một điểm thôi anh em ạ, về xỉu rồi, thế là ở đây là một cái nghịch đây rồi. Ai giời ơi, khó 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 rồi đấy anh em ạ. Tay đầu tiên anh em mình dò đây là 1 2 này, 3 4 này, 5 này. 5 phát thuận, nhảy phát nghịch. Ai giời, khó đấy, đùa đâu. 5 phát thuận, nhảy một phát nghịch à. Này chắc chắn là nó cũng phải trả lại đâu đấy tầm ít nhất là 2 đến 3 phát nghịch nữa cho mình nhá anh em nhá. Đấy, nên là mình sẽ vào tiếp một tay nghịch tay này đi. Được chưa? Đây là 5 3 là 8 này. 8 với 5 là 13 anh em ạ. Đấy, 8 với 5 13 rồi. 13 là lẻ. 13 là lẻ mà lẻ nghịch thì anh em mình sẽ lại phăng tài tiếp. Nên là tay này anh em mình sẽ vào tài nhá. Đấy, 2M nữa đi. Được chưa? Đó, 2M này coi như là gỡ lại một tí cái gì anh em mình vừa mới vấp phát đầu tiên thôi. Được chưa? Ôi giời ơi, cái gì đây? Hai tay liên tiếp rồi anh em ạ. Hai tay liên tục rồi. Khó khó quá anh em ơi. Đấy, nó lại là nghịch à, nó là thuận rồi. Đấy. Đây 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 cho anh em xem này. Đây 5 với 3 là 8 đúng không? 8 5 13 đúng không? 13 mà nó lại về xỉu này, lẻ xỉu này, nó lại là thuận này. Đó, có khả năng đây là tay này là thuận nghịch đan xen nhau rồi. 1-1-1-1 đấy anh em ạ. Đấy, nên là quả này là nó sẽ là một tay nghịch đúng không? 3 với, đây là 8 này, 8 với 6 là
14 anh em nhá. 14 chẵn đúng không? 14 chẵn này. Đấy, đây là nghịch đúng không? Chẵn nghịch xỉu này. Đấy. Ok chưa? Lần này mình vào 5M luôn nhá. Đó. Để xem quả này mình có gọi là ăn được một tay không, ba tay liên tiếp thì là ảo quá em ạ. Ủa sáu rồi, úi rồi ôi, được chưa anh em? Đấy, không có chuyện là ba tay liên tiếp đâu anh em ạ. Đó, không có cái chuyện đấy đâu, được chưa? Bây giờ đây là một thuận một nghịch, một thuận một nghịch không, tay này sẽ là thuận anh em nhá, thuận đúng không? Bây giờ xem nào, 1 với 6 là 7 này, 7, 7, 14 đúng không? Đấy, 14 và đây là thuận, 14 chẵn thuận là anh em mình phân tài nhá. Được chưa? Anh em mình sẽ đánh tài thế này nhá. Lần này đề tài này anh em mình sẽ vào luôn 11 củ đi. Đó, nhanh chóng khẩn trương nào anh em ạ. Đó, đánh nó phải gọi là một cái, mình gãy đến 2, 3 tay, 2 tay liên tiếp rồi. Đấy, tay thứ 3 mình ăn được. Nên là ở những cái tay này anh em phải cố gắng gọi là có một cái đồng vốn gọi là ổn áp nhất, được chưa anh em? Đó, phải gọi là tính toán đánh như thế nào nó gọn ghẽ nhất có thể anh em nhá. Hãy và cùng xem là tay này theo như dự đoán của mình có chuẩn hay không nào. Úi dồi ôi, cái gì đây? Đùa tôi à? Trời ơi. Xỉu này. Đùa. Nào xem nào, xem nào, xem nào. Đây là 8 đúng không? 7, 8. Đây là nó lại phá thành nghịch tiếp rồi này. Nghịch, nghịch rồi đúng không? Đây là 8 tiếp. 8, 8, 16 này. 8, 8, 16 à. Này bắt một tay thuận đây là đi. Tay thuận, tay chốt đi. Được chưa? Mình bắt tay thuận chốt đây nhá. Đây là 5 này. 5, à, đây là 8 này, 5, 3, 8, 8, 16 này. Đây, bắt tay thuận, ở đây à, chẵn thuận này. Chẵn thuận, anh em mình vàng nốt tay tài all in nha. Được chưa? Anh em mình sẽ vàng nốt tay tài all in vào này nha. Đó, còn bao nhiêu, đặt bấy nhiêu luôn anh em này. Đó, ở cái tay gọi là tay kết luôn đấy nha. Đó, cắn được, nếu mà ăn được là lên luôn này. Được chưa anh em? Nó chỉ cần như thế thôi anh em ạ. Chỉ cần như thế thôi, hai tay thôi anh em nhá. Hai tay thôi là anh em mình đã thu được về 6 củ rưỡi lúa rồi anh em ạ. Đó, anh em thấy chưa? Đó, quan trọng là anh em có nhìn ra được quy luật đây không thôi, được chưa? Chứ còn lãi là có anh em nhá. Được chưa? Test cho anh em thấy lãi này, thêm một tay nữa này, còn có lại bảo là ăn hên thôi này. Đó. Tay nữa anh em mình sẽ vang thuận tiếp đi. Được chưa? Thuận này. 4, 5, 9, 9, 9, 18. 18 lẻ. À, chẵn thuận. Chẵn thuận. Tiếp tục. À, lần này vào 500. 500, 600 đi. 500, 60 đi. Ok. Đó. Cho nó chẵn tiền nha. Được chưa? Thêm phát này nữa là anh em mình gọi là đạt được mục tiêu rồi anh em ạ. Đó, ok. Được không? Ôi giời ơi. Khó 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 khó. Cầu 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 khó cầu khó cầu khó anh em ạ. Cầu khó rồi. Nó lại là nghịch tiếp anh em ơi. Đấy. Này sòi hơi dài này. Nhưng mà ăn được đâu đấy tầm 3 tay mà cũng được 6 củ à. Đấy. Khởi đầu hôm nay là 30. Ăn được lên 36. Nó lại là lãi 6 rồi. Đấy, cũng là 20% vốn của mình rồi. Mỗi ngày anh em cố gắng nhích 20% thì coi như là sau 5 ngày anh em x2 vốn. Được chưa? Anh em nào mà tính đây là một cái phương pháp đầu tư kiếm lúa thụ động thì đây mình cung cấp cho anh em một cái cần câu. Cần câu cơm rất là ngon nha. Xí cộng 1 cộng xí ngoài cộng với số cuối phiên anh em nhá. Nhớ anh em nhá. Đấy, anh em nào mà thấy phương pháp mình chia sẻ nó bổ ích này, giúp anh em có thể chốt lãi thành công thì cho mình xin một like và subscribe nha. Ok, giờ thì tạm biệt anh em. Chúc anh em có thể chốt lãi thành công trên 68 game bài nha. Bye bye tất cả anh em.